Kiểu gì Mông Cổ. Em không về Mông Cổ. À các thiên kiều, nếu em không về Mông Cổ thì tên Mã Phu này mới chịu cực hình kinh khiếp nhất. Nếu tiểu ta còn thương xót cuộc đời tân nô lệ thì xin tiểu ta nên về lại giới quê. Ở lại nơi đây càng thêm khổ, tôi không còn lại gì tất cả. Mặt trời lên cao em ơi, lo tô sẽ lên đời mai mốt bay khi trận chiến tàn, anh sẽ về thăm em kể cùng nhau xuân hờ. À các thiên kiều hồng trang, tại sao em lại khóc? Họ đã đi rồi. Họ? Mà họ là ai? Và tại sao em lại khóc? Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Một người xa lạ em mới gặp lần đầu, nhưng mới gặp thì tại sao lại khóc? Anh làm sao? Anh làm sao vậy? Em yêu là có tội phải không anh? Vậy là em đã yêu rồi. Trong cái bàn thì không ai em yêu ai. Có yêu ai trong bàn thì không ai không. Ê, đại nghị không trả lời nha. Nhìn cái mặt là biết không rồi. Hồng Trang ơi, yêu nhau không bao giờ có tôi. Nhưng anh chỉ muốn nói thêm một điều mà thấy lo lắm mà trong. Rồi anh có còn
đã từ lâu anh muốn nói một điều quan trọng về tình nhân đang trong em lại thắm đắng là đời. Em và người em đã hẹn thề nguyện.